Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay hãy cùng mình tiếp tục theo dõi chuyện tình đầy chông gai của cặp đôi chính nhé. Ở nhà, mọi người cũng đang chờ Lin về để chúc mừng sinh nhật. Bố vợ muốn tạo bất ngờ cho Lin, nhiều năm nay ông đã không quan tâm tới cô. Chờ mãi mà không thấy họ về, cả nhà nảy sinh mâu thuẫn rồi ai nấy đều rời đi với tâm trạng khó chịu. Bên ngoài Bóc đã đưa Lin đi ăn ở một quán ven đường. Tại đây anh bưng ra một chiếc bánh và hát chúc mừng sinh nhật cô. Những người có mặt trong quán cũng cùng hát mừng cô sinh nhật vui vẻ. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác hạnh phúc như vậy trong ngày sinh nhật của mình. Cô đã có được nhiều niềm vui và sự ấm áp kể từ khi Bóc đến bên cô. Cô thật hạnh phúc khi có anh ở cạnh. Trên đường trở về nhà hai người lại gặp phải bọn cướp. Anh kéo cô ra sau rồi lao tới đánh nhau với chúng. Chắc ăn sinh nhật no quá nên chẳng mấy chốc anh đã bị bọn chúng khống chế. Lin liền nhặt cây gậy đánh vào lưng tên cướp giải cứu cho Bóc. Nhưng Lin lại bị một tên tát vào mặt, loạng choạng ngã về sau. Bóc đã kịp thời đỡ lấy cô. Bọn chúng lại rút dao ra lao về phía anh. Dù bị thương nhưng anh cũng đã hạ gục được chúng. Người qua đường thấy vậy cũng giúp họ báo cảnh sát. Không lâu sau thì xe cứu thương cũng tới. Hai người họ đã được băng bó vết thương. Cô đã rất sợ hãi mà rơi lệ khi thấy anh vì mình mà gặp nguy hiểm. Anh liên tục an ủi cô. Nhưng khi họ về tới nhà, bố vợ nhìn thấy con gái bị thương thì tức giận quay sang trách anh không bảo vệ tốt cho cô và còn đuổi anh ra khỏi nhà. Ông gọi hai anh con rể kéo Bóc ra khỏi nhà, mặc kệ Lin có ra sức khuyên ngăn giải thích. Bóc cố gắng đánh trả nhưng vẫn bị khống chế. Hai tên con rể còn không ngừng khiêu khích mỉa mai anh. Bóc nói Lin ở đâu thì anh ở đó, nhất quyết không đi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn bị bọn chúng đưa đi. Còn Lin thì buồn bã ngồi trong phòng, hai cô con gái của bà mẹ kế lại hả hê đến mà châm chọc. Bóc đi rồi thì vị trí chủ tịch của Lin chắc chắn sẽ thuộc về nát, nói xong đủng đỉnh mà quay đi. Để ngăn không cho con gái gặp Bóc, bố Lin đã sai người lấy mọi thứ để liên lạc của cô. Cho vệ sĩ canh cửa nhốt cô trong phòng, sau đó ông bảo trợ lý đưa đơn ly hôn đến cho Bóc, yêu cầu anh ký. Anh không nói gì mà cứ thế ký vào đơn ly hôn và đưa lại cho trợ lý. Bố vợ biết tin anh đã chịu ký đơn thì vui mừng báo cho cả biết. Họ còn khui sâm banh để chúc mừng chuyện vui lần này. Ai nấy đều vui mừng như thể vừa trút được một gánh nặng. Nhưng khi trợ lý cầm đơn ly hôn về thì vừa mở phong bì ra bố vợ đã đứng hình. Thì ra Bóc nghịch ngợm đã sửa tên thành đơn không ly hôn, anh còn ký mặt cười ở dưới. Bố vợ thấy thế thì chỉ biết tức giận mà hét lớn. Tên Bóc hãy cứ đợi đấy. Trong khi đó người dì đã giúp Lin thoát khỏi nhà. Cô đến tìm Bóc rồi cả hai cùng nhau ăn tối. Hai người ngồi ăn vui vẻ. Cho dù ngoài kia có việc gì xảy ra thì cũng hãy tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Ăn xong hai người cùng về nhà đối diện với mọi người. Ông bố thấy họ tay trong tay thì tức giận. Ông vẫn không đồng ý cho hai người bên nhau. Lin nói dù thế nào cô cũng sẽ ở bên Bóc. Ông không nói được gì quay người bỏ đi mà suýt ngã vì đau tim. Lin thấy bố như vậy thì chỉ biết rơi nước mắt. Cô không muốn gia đình mình lại mâu thuẫn với nhau gay gắt như vậy. Khi trở về phòng, Bóc thấy vợ ngồi trầm tư suy nghĩ. Anh đã cố tình nhảy lên giường để chọc cho cô vui. Anh nói tối nay tôi phải ngủ với vợ của mình. Mặc cho cô đuổi anh xuống nhưng anh lại nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng. Cảm giác này khiến tim cô đập nhanh hơn, cô không dám cử động. Anh lại còn nói những lời yêu thương bên tai cô. Cô nhận thấy có điều ám muội nên đã vùng dậy. Cô lấy những món đồ phòng thân để bên cạnh giường đánh vào anh. Anh nhanh nhẹn đỡ lấy rồi lại ôm eo cô. Còn không quên đặt lên má cô một cái nụ hôn tinh nghịch. Nhưng cô cũng đâu để yên như vậy, cô liền xoay người lại đưa một gối lên thẳng vào bảo bối của anh. Anh chỉ biết đau đớn ôm lấy cậu em mà về chỗ của mình. Sau đó cô lại thật đáng yêu mà lôi một đống đồ phòng thân ra dọa anh. Anh nhìn cô cười hạnh phúc thì cũng cười theo thật mãn nguyện. Đây cũng là một đêm đau lòng của bố vợ. Ông không ngủ được mà đã bày tỏ tâm sự với dì của Lin. Thực ra ông không ghét Bóc, nhưng ông lo con gái sẽ gặp phải người đàn ông không ra gì nên ông mới thử thách họ như vậy. Tâm tư giấu kín lâu nay cuối cùng đã được mở ra khiến ông cũng vui vẻ cười mà đi ngủ. Hai người không biết cuộc trò chuyện của họ đã bị người khác đứng phía sau nghe lén. Trong đêm tối, một bóng người cầm máy khoan đi tới trước xe ô tô của Lin. Sáng hôm sau hai vợ chồng không để ý gì mà vô tư lái xe cùng nhau đi làm. Cô giúp việc đi qua chỗ để xe của Lin thì phát hiện có nhiều dầu xe dưới đất. Anh trợ lý gần đó bước tới thì giật mình lo lắng. Hai người mau chóng báo lại tình hình cho bố cô. Trên đường đi hai vợ chồng không hề hay biết xe có vấn đề mà vẫn vui vẻ trêu đùa. Bất chợt có xe đang đến gần anh bảo cô giảm tốc độ nhưng ấn phanh cỡ nào cũng không được. Anh vội nhào tới xoay vô lăng, coi như thoát một kiếp nạn. Nhưng sắp tới lại là ngã tư nên anh đề nghị hai người đổi chỗ để anh cầm lái. Lúc gần đến chỗ giao, cần gạt số cũng hỏng. Không còn cách nào khác anh chỉ biết nhắc cô thắt chặt dây an toàn rồi quay vô lăng, cả xe đâm thẳng vào lề đường. May mà cả hai không bị thương tích gì, bố vợ lo lắng cùng hai vợ chồng Lin chất vấn với mấy mẹ con nát. Bình chứa dầu phanh ở xe bị chọc thủng, đương nhiên chỉ có người trong nhà mới có thể ra tay. Cô cho rằng chỉ có bọn họ mới muốn cô và Bóc biến mất để chiếm đoạt công ty. Mọi người đẩy qua đẩy lại cũng không ai dám nhận. Ông bố không biết làm thế nào đành bảo mọi người đừng hiểu lầm lẫn nhau. Đợi tìm được chứng cứ sẽ rõ. Ông và trợ lý vào phòng thương lượng không muốn rút dây động rừng, ông sẽ âm thầm điều tra chuyện này. Chị giúp việc tên Mel là một người rất giỏi theo dõi, chị ta để ý hầu hết mọi người trong nhà. Bóc nhờ sự giúp đỡ của Mel mà biết được nhiều bí mật của họ. Tên Nu thì cặp bồ bên ngoài, vợ Nu đương nhiên không biết chuyện vì còn mê chìm đắm trong Mai Thúy. Mẹ kế thì tiêu xài hoang phí,
bà ta sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu cho sở thích chơi đồ hiệu của mình. Còn Tôn thì luôn bí mật nói chuyện điện thoại với ai đó rất đáng ngờ. Chỉ có Nat là không để lộ bất cứ điều gì. Buổi tối anh lại an ủi Lin. Để cô bớt căng thẳng, anh lại chọc cho cô cười vui vẻ. Hai người lại ôm nhau hạnh phúc trong phòng. Khoảnh khắc ngọt ngào lại khiến Lin mỉm cười tạm quên đi mọi chuyện. Hai người đang chơi đùa vui vẻ thì anh lại vội vã ra ngoài ban công nghe điện thoại. Hóa ra là mẹ anh gọi tới. Anh vẫn giấu bố mẹ chuyện giữa Lin và anh, và cũng không muốn để cô phát hiện về gia đình mình. Lời nói thân mật của Bob làm cho Lin không khỏi nghi ngờ anh đang có người khác. Lin đã ngồi chờ đến khi anh trở lại phòng. Khi Bob vào, Lin hỏi anh có giấu cô điều gì không, nhưng anh nói không có. Lin hờn dỗi nằm xuống ngủ, rõ ràng khi nãy gọi điện còn nói nhớ lắm, yêu lắm mà bây giờ lại chối. Hôm sau anh nói với cô là có hẹn với Thát rồi đi trước. Thấy thái độ của anh đáng ngờ, cô nhẹ nhàng cười nói nhưng lại lặng lẽ đi theo anh. Anh đến một nhà hàng lớn, cô cũng đi theo vào. Nhìn thấy anh ôm ấm thân thiết với một người phụ nữ khác, cô tiến lại gần nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng. Anh hốt hoảng khi thấy vợ đứng phía sau. Cô thấy anh nói dối mình để đi gặp một người phụ nữ khác, đã thế lại còn là phụ nữ lớn tuổi. Anh bị điên rồi sao? Cô càng nghĩ càng tức, cứ thế giận dỗi mà bỏ đi. Tức quá cô còn cho anh một bạt tai. Người phụ nữ và người đàn ông thấy vậy thì đuổi theo hai người họ ra ngoài xem tình hình cụ thể ra sao. Trong đầu của Lin bây giờ chỉ nghĩ rằng Bob đang lái máy bay với người phụ nữ kia. Cô không còn nhịn được mà nói Bob là chồng của cô. Người phụ nữ và người đàn ông bên cạnh còn ngạc nhiên hơn, bởi vì họ chính là bố mẹ của anh. Lần đầu gặp mặt bố mẹ chồng mà lại trong hoàn cảnh giờ khóc giờ cười này, Lin thật là muốn đội quần. Nhưng bố mẹ anh ấy cũng không trách cô, họ chỉ thắc mắc tại sao cưới mà lại không cho họ biết. Bob định giải thích nhưng Lin lại giả bộ khóc lóc nói do mình bị ức hiếp. Không còn cách nào khác, cô phải kết hôn với anh. Sau cùng bố mẹ hỏi anh có yêu cô không. Câu hỏi này cũng là điều cô đang mong chờ. Anh chưa từng nói với cô nhưng từ lâu anh đã yêu cô rồi. Anh ôm lấy cô mà nói mình làm như vậy là vì yêu cô. Bố lại quay sang hỏi Lin có yêu con trai của ông không. Bob cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cô. Lin suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời. Bây giờ cô cũng không chắc, nhưng có lẽ sắp tới cô sẽ yêu anh. Lúc này mẹ chồng đứng dậy, bà tháo chiếc nhẫn trên tay ra và tặng nó cho cô. Đó là chiếc nhẫn đầu tiên bố chồng cô tặng bà, là món quà vô cùng quý giá và ý nghĩa. Tuy cô hết mực từ chối nhưng mẹ chồng cứ nhất định phải tặng, bà đã chấp nhận cô con dâu này rồi. Vì vậy cô đã nhận chiếc nhẫn và còn không quên nói lời xin lỗi bà. Cả gia đình bốn người nhìn nhau mà cười tươi hạnh phúc. Hôm sau, cô giúp việc đã tìm được một túi đồ. Bên trong đó có chứa các vật dụng phá hoại xe của Lin hôm trước. Và đặc biệt còn có một chiếc nhẫn kim cương, cô đã giao lại chúng cho ông chủ. Ông đã biết hung thủ là ai và đi chất vấn bà ta. Thì ra chiếc nhẫn đó là của bà mẹ kế, chính bà là người đã ra tay hại Lin. Nghe được câu chuyện giữa bố Lin và dì, bà ta đã dắp tâm lên kế hoạch hôm đó. Bà mẹ kế cũng nói hết bất mãn trong lòng của bà. Bà ta biết chồng mình vẫn yêu thương Lin rất nhiều. Ông nhất định sẽ để lại công ty cho Lin nên bà bắt buộc phải ra tay để giúp con gái mình. Bố cô vô cùng thất vọng vì mẹ kế cô lại độc ác như vậy. Lin cũng biết được sự thật là trong lòng bố vẫn luôn yêu thương cô và người mẹ đã mất. Đến lúc này ông cũng xin lỗi cô vì chính ông đã để gia đình xảy ra nhiều chuyện xung đột như vậy. Hai bố con gương vỡ lại lành, qua giông bão thì lại càng thấy trân trọng và bảo vệ nhau nhiều hơn. Bố vợ muốn Bob ở bên bảo vệ và giúp đỡ con gái ông cho đến khi ông chính thức giao quyền tiếp quản cho cô. Đến lúc đó anh sẽ phải ly hôn vì ông cho rằng anh vẫn không xứng đáng với Lin. Bố mẹ Bob đã thông qua Thát mà biết được địa chỉ nhà thông gia. Hai người giả vờ gửi chút quà tới biếu gia đình Lin trước khi về quê nhưng thực ra họ đã trực tiếp tìm đến nhà. Đúng lúc, bố vợ đang chăm vườn hoa hồng mà vợ ông thích nhất thì nhìn thấy hai ông bà thông gia đang vui vẻ đi vào. Ban đầu họ còn nói chuyện hết sức dễ chịu. Ngờ đâu ngay giây sau, tưởng bố vợ chỉ là một ông làm vườn mà lại còn có ý coi thường Bob con trai họ. Hai bên không ai nhường ai, cứ thế lao vào cãi nhau tay đôi. Đến khi bước vào nhà mới biết người làm vườn đáng ghét kia chính là bố của Lin, thông gia nhà mình. Ấy thế mà hai bên khi biết thân phận của nhau nhưng vẫn không hề có chút gì vui vẻ, thậm chí còn định lao vào đánh nhau. Bố Lin vẫn khinh thường bố mẹ Bob, mắng chửi họ thậm tệ. Tình huống này thật là giờ khóc giờ cười. Đúng lúc này thì Lin và Bob cũng về kịp. Hai người con đành phải tách bố mẹ ra rồi kiên nhẫn giải thích tình hình cho họ hiểu. Bố mẹ Bob thấy con trai bị đối xử bất công trong nhà Lin như vậy thì rất bức xúc. Bob giải thích việc Lin phải chống chọi một mình với cả gia đình nhà mẹ kế nên anh không thể bỏ cô đi được. Bố mẹ Bob thấy con trai có trách nhiệm như vậy thì ủng hộ mọi quyết định của con trai, động viên anh giúp con dâu yêu quý của họ có được hạnh phúc thật sự. Dì Lin thấy cô đau đầu vì mọi chuyện xảy ra thì rủ cô uống rượu giải sầu. Hai người uống say tới mức bước đi không nổi. Vừa về đến phòng thì Lin đã say quá mà dựa vào người chồng. Anh đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô. Bỗng nhiên cô tỉnh dậy hỏi anh, có phải tôi đang mơ phải không? Rồi ánh mắt cô bắt đầu thay đổi, bàn tay cũng không chịu để yên mà lần sờ cơ thể anh. Một giây sau cô đã xé áo anh ra làm hai mảnh, rồi cứ thế mà lao vào ngủ nghiến. Bob bị dọa sợ thì gào thét, đây không phải là mơ, là thật đó. Nhưng Lin không biết say thật hay lại mượn rượu làm liều mà vẫn cứ lao vào anh như hổ đói. Cả hai đuổi nhau khắp phòng, Bob nhanh chân chạy vào nhà tắm, phù vậy là thoát. Sáng hôm sau tỉnh dậy, biết được việc tối qua là thật, Lin không biết giấu mặt đi đâu. Nhìn thấy Bob là chỉ muốn tránh mặt,
ai bảo tối qua cô bạo gan quá mà. May mà là bóc chứ rơi vào tay của tên Tun thì chắc cô đã xong thật rồi. Bóc thấy cô như vậy thì dứt khoát mà tuyên bố, từ giờ hợp đồng của chúng ta là vô hiệu, tôi sẽ làm những điều mà con tim mách bảo. Nói rồi anh cứ thế mà đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô. Linh cũng để cho trái tim quyết định thay vì lý trí, cô đã tiếp nhận tình cảm của anh. Bóc nhìn thấy tên Tun có hành vi mờ ám nên đã theo dõi hắn. Nào ngờ hắn cũng rất kín kẽ khiến Bóc không thể phát hiện ra được. Thì ra Tun và Manun đã hợp tác với nhau. Dù mỗi người một mục đích nhưng thủ trong giặc ngoài cùng kết hợp chắc chắn sẽ khiến gia đình Linh chao đảo. Mặc dù không bắt được tận tay nhưng những lời của Bóc lại khiến tên Tun có tật giật mình, khiến hắn ta không dễ gì ăn ngon ngủ yên. Sáng hôm sau, Manun lại xuất hiện ở công ty. Bóc nghe được cuộc nói chuyện của hắn với một người nào đó, anh nhanh chân chạy ra thì lại không kịp. Anh nghi ngờ công ty có nội gián bắt tay với Manun nên liền nhờ người điều tra chi tiết về ông ta. Bên này bố vợ đã cho luật sư tới sửa lại di chúc, việc ông để lại vị trí chủ tịch công ty cho Linh khiến mấy người con của bà mẹ kế đứng ngồi không yên. Chúng tìm đến ông để hỏi cho ra lẽ, nào ngờ những lời nói của ông lại khiến họ đứng hình. Thì ra ông đã biết chuyện nát biển thủ công quỹ. Ông không ngờ người con gái bấy lâu nay mình tin tưởng lại khiến ông thất vọng như vậy. Nát tưởng Linh nói ra mọi chuyện thì đến gặp và tuyên bố nhất định sẽ không để cô được sống yên. Chồng Nát thấy vậy cũng sợ hãi. Anh ta lo lắng bố vợ sẽ biết chuyện mình cấu kết với kẻ thù của ông để bòn vét chiếm đoạt tài sản nên quyết định sẽ ra tay trước một bước. Hắn ta đã thuê người trừ khử bố vợ mình. Vào ngày giỗ của mẹ Linh, hai bố con cùng nhau đến chùa thắp hương cho bà. Hai người không hề hay biết là đang có nguy hiểm rình rập. Lúc bố vợ vui vẻ đứng nhìn con gái tưới nước vào gốc cây thì một tên côn đồ cầm vũ ở phía sau xuất hiện. Hắn chuẩn bị bóp cò thì may thay Bóc đã tới kịp lúc. Anh giằng co với tên cướp làm một viên đạn bắn sực qua tay. Mặc dù bị thương nhưng anh vẫn cố gắng để bắt hắn khai ra kẻ chủ mưu. Không ngờ đồng bọn của hắn tới kịp, Bóc đang bị thương nên chỉ còn biết đứng nhìn bọn chúng chạy thoát. Bố vợ thấy con rể chảy máu thì lo lắng lấy khăn băng bó vết thương cho anh. Thấy mình thể hiện sự quan tâm hơi quá, bố vợ chỉ biết ngại ngùng mà đánh trống lảng. Về đến nhà mọi người khi biết chuyện thì tỏ ra vô cùng lo lắng. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Manun, kẻ thù của bố. Nhưng không ngờ kẻ đứng sau lại là người con rể Tun yêu quý. Hắn cho người theo dõi Bóc thì lại chụp được ảnh anh đang đứng với Thát. Những bức ảnh mờ ám này nhanh chóng được gửi tới bố vợ. Ông lập tức mang theo nghi ngờ này tới mà chất vấn Bóc. Ông cho rằng Bóc là người của Manun, anh đã bày ra vở kịch này để qua mặt ông. Mặc cho Bóc có giải thích ông cũng không tin mà đuổi anh đi. Cô con gái út bao bắt gặp chồng và anh rể Tun đang lén lút nói chuyện với nhau. Cô nghi ngờ chồng có điều giấu giếm nên đã đi theo đến quán bar. Tại đây cô đã bị bảo vệ ngăn lại, biết tin Tun và Nu vì không muốn to chuyện nên đã đưa cô vào. Lúc cô ở nhà vệ sinh đi ra thì nhìn thấy Manun đi vào. Cô vội vàng bám theo thì nghe được bí mật động trời. Không ngờ đúng lúc đó thì chuông điện thoại lại reo, cô vừa chạy vừa cố gọi cho Nu nhưng không được. Cô trốn vào một góc mà nhắn tin cho Lin. Cô cố gắng thoát ra nhưng cuối cùng cô vẫn bị chúng bắt lại và đưa đi. Cô em gái này thường ngày thì khờ khạo nhưng khi gặp chuyện thì đầu óc lại nhảy số rất nhanh. Cô đã gửi tin nhắn địa chỉ và biển số xe cho Lin. Nhờ vậy mà vợ chồng Lin đã tới kịp mà cứu cô. Lúc bọn chúng đang định thủ tiêu cô thì Lin lại lái xe qua, vờ như mình đi lạc, thuận lợi cho Bóc và Thát phía sau giải cứu bao. Lin cũng phối hợp lùi xe mà ngăn cản được tên cầm súng. Hai chị em mừng rỡ mà ôm chầm lấy nhau. Trước nay bao luôn về phe của mẹ kế mà chống đối Lin, nhưng sau lần này nhất định cô đã phải thay đổi suy nghĩ của mình. Cô em may mắn thoát nạn đang định nói hết mọi chuyện thì lại nhận được tin nhắn đe dọa. Để bảo vệ mẹ và chị gái cô phải im lặng chôn giấu mọi chuyện. Hôm sau về nhà dù bị mọi người gặng hỏi nhưng bao vẫn kiên quyết không nói, lại thêm việc bị Tun đe dọa, cô lại càng sợ hãi hơn. Vợ chồng Lin đã khuyên bố vợ thực hiện việc bổ nhiệm chủ tịch công ty sớm để ép cho kẻ chủ mưu sớm có hành động. Như vậy có thể tìm được nội gián của ông Manun. Đúng như dự đoán, sau khi giao giấy bổ nhiệm cho luật sư, bọn chúng đã có hành động. Tun cho người uy hiếp luật sư để cướp giấy bổ nhiệm đồng thời cũng cho người truy sát bố vợ và Bóc. Bóc đánh tên sát thủ và dẫn bố vợ chạy trốn. Bị truy đuổi gắt gao, khi không còn đường lui, Bóc đành dẫn bố vợ nhảy xuống sông trốn thoát. Không may là bố vợ đã bị trúng đạn. Bóc vất vả vừa đỡ ông trốn, bọn sát thủ vừa cố gắng đưa ông đi tìm người giúp đỡ. Anh đã trốn được bọn truy sát và an toàn đưa bố vợ về quê lánh nạn. Bóc còn nhờ Thát tới bảo vệ Lin, cùng với Lin tương kế tự kế mà cho kẻ ác tự lộ diện. Mọi người ở nhà nghe tin bố và Bóc bị tai nạn chưa tìm thấy người thì ai nấy đều hoang mang. Gia đình nhà bà mẹ kế tỏ ra đau khổ, xót xa. Lin cũng hùa theo mà diễn vở kịch lo lắng. Hôm sau trợ lý của bố Lin đã thông báo một tin quan trọng. Luật sư mà bố nhờ cậy đã qua đời vì tai nạn. Nguyên nhân tại sao thì chỉ có Tun biết. Hắn không chỉ bắt ông làm theo ý mình mà còn cho người dàn xếp như một vụ tai nạn xe hơi. Giấy bổ nhiệm chủ tịch mới cũng đã được sửa lại. Đương nhiên người kế nhiệm chính là Nát. Nát không biết mọi việc do Tun làm, nghe vậy thì hả hê cho rằng bố công nhận năng lực của mình. Nát tuyên bố nếu Lin chịu đứng ra xin lỗi, cô ta sẽ cho phép cô ở lại công ty. Nhưng đời nào Lin lại làm vậy, cô đã quyết định từ chức. Bên này cô em gái Bao đã giả bộ ủng hộ Nát để che giấu việc âm thầm giúp đỡ Lin. Người gì cũng sẽ ở lại công ty giúp Lin để ý mọi chuyện. Lin nhờ vậy cũng an tâm phần nào mà đi tìm bố và Bóc. Khi gặp được Bóc, Lin biết bố vẫn an toàn nên cô có thể thoải mái ăn no uống say. Lúc cô đang uống say thì bố mẹ Bóc cũng tới quán ăn,
uống thêm được một chút thì Lin say quá mà ngất đi không biết gì. Gia đình Bóc liền đưa cô về nhà mình. Bóc vẫn quyết tâm giữ kín bí mật gia thế của nhà mình nên khi đưa vợ về nhà anh đã nói dối là nhà của ông chủ nơi bố mẹ mình làm việc. Sáng sớm Bóc đã gọi Lin dậy rồi cả hai lén la lén lút rời đi, sợ bị bố mẹ bắt gặp. Bên này bố vợ sợ Thát là người của Manun nên đã lấy trộm điện thoại để báo tin cho gia đình. Ai ngờ ở nơi sông nước này lại không có sóng nên ông cứ chạy đi mãi để tìm nơi có tín hiệu. Đang loay hoay thì ông lại gặp được ông bà Thông Gia. Ông đã vô tình chạy tới trước đầu xe của ông Thông Gia đang chạy trên đường. May mà họ phanh kịp nhưng cũng dọa cho bố Lin một phen hú vía mà ngất đi. Họ đưa ông về lại căn chòi lá, cuối cùng thì Lin cũng gặp lại được bố mình. Bố mẹ Bóc sau khi gặng hỏi biết mọi chuyện về gia đình Lin thì động viên cổ vũ con trai. Hai người dẫu sao cũng là những người hiểu chuyện, họ vẫn luôn yêu quý Lin. Nên khi thấy con dâu rơi vào hoàn cảnh này thì họ sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ. Bố mẹ Bóc luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh, em gái Bao vẫn luôn âm thầm để giúp Lin. Cô lẻn vào phòng nát để tìm tài liệu bổ nhiệm chủ tịch của bố, sau khi đã lấy được thì lại bị anh rể Tôn phát hiện. Cô trốn chạy nhưng đã bị hắn bắt lại, đánh vào bụng cô rồi cứ thế mà đẩy cô xuống tầng. Hắn cố tình tạo hiện trường giả, gửi tin nhắn Bao xin lỗi mọi người làm cho cả nhà tin cô đã tự kết liễu. Không ngờ mạng cô lớn, sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa thì cô đã thoát cơn nguy kịch. Tuy giữ được tính mạng nhưng Bao đã thành người thực vật. Ngày cô tỉnh lại vạch trần bộ mặt của tên Tôn chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích. Mọi chướng ngại hầu như đã được dọn sạch. Lin và bố ở quê biết tin Bao gặp nạn thì đau khổ, lo lắng đứng ngồi không yên. Bố cô không suy nghĩ nhiều muốn nhanh chóng trở về để giải quyết mọi chuyện. Nhưng Bóc bên cạnh đã an ủi, khích lệ hai người. Nếu bây giờ xuất hiện thì mọi kế hoạch và nỗ lực của ta coi như tan biến hết. Cân nhắc trước sau thấy Bóc nói không sai nên hai bố con Lin vẫn cố gắng ở lại chờ thời cơ tới. Cuộc sống yên tĩnh và lãng mạn nơi đây làm cho đôi vợ chồng hờ càng xích lại gần nhau hơn. Buổi tối anh đun nước cho vợ tắm và hạnh phúc khi vợ đồng ý cho anh được tắm chung. Khoảnh khắc đó, Lin có chút ngại ngùng còn Bóc thì vẫn tinh nghịch chọc cho cô cười. Đúng lúc đó thì bố Lin từ đâu lại xuất hiện, Lin nhanh tay giấu Bóc xuống nước khiến cho anh được phe nhịn thở gần đứt hơi. Đến khi Thát tới thì lại đến lượt Bóc ăn miếng trả miếng khiến Lin uống no một bụng nước. Hai người vừa căng thẳng vừa dễ thương, nhìn qua đã thấy thật vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mẹ chồng dạy nàng dâu tập bắn súng để phòng khi nguy hiểm xảy ra cô có thể tự mình phòng thân. Bà đã mang đến rất nhiều loại súng khác nhau để hướng dẫn cô. Bà giả vờ là mình mượn súng của gia đình chủ, trước đây bà cũng có tham gia câu lạc bộ bắn súng nên biết chút ít. Lin nhìn chỗ súng này rồi lại nhìn mẹ chồng. Ai lại có thể dễ dàng cho người làm mượn nhiều súng đắt tiền như vậy, mẹ lại còn dùng rất thành thạo, bắn cũng cực chuẩn. Một người học qua câu lạc bộ khó có thể làm được như vậy. Cô càng nghĩ càng thấy gia đình Bóc có nhiều điều bí ẩn. Để giải đáp cho những tò mò của mình, cô lén trốn trên xe của bố mẹ chồng. Cô được đưa tới một biệt thự rộng lớn, trên tường nhà treo nhiều ảnh gia đình và thành tựu của Bóc. Tất cả đều chứng minh gia đình Bóc không hề tầm thường và đặc biệt Bóc là một người giỏi giang nhưng đã luôn vì cô mà không nề hà sống một cuộc sống khó khăn như bây giờ. Cô còn đang bận quẩn quanh với những suy nghĩ thì bố mẹ chồng cô đi tới. Ông gọi ngay cho anh về nhà. Mọi chuyện đã bị vợ con phát hiện rồi, Lin đang ở nhà mình đây này. Anh vội vàng về nhà, gặp anh Lin chỉ biết rơi lệ mà tự trách mình. Cô giận bản thân sao lại không tin anh, để anh phải chịu nhiều uất ức như vậy, bị bố và cả gia đình mình khinh rẻ. Từ lần đầu tiên ra mắt anh đã nói đúng về gia đình và bản thân mình cho cô biết nhưng cô lại không tin điều đó. Lúc này cô ấy lại hỏi anh, rõ ràng anh không thiếu tiền, tại sao anh lại chấp nhận kết hôn giả với cô? Tại sao anh lại hy sinh bản thân nhiều như vậy? Anh nói với cô là vì anh yêu cô, anh muốn bảo vệ cô khi biết cô đang phải một mình chống chọi với cả thế giới. Bên cô không có ai quan tâm, anh muốn là người sẽ ở bên cạnh cô, cùng cô đi qua mọi khó khăn, chia sẻ với cô mọi điều. Bố Lin nghe tin cũng tìm tới, bố mẹ Bóc cũng đã nói cho ông Thông Gia biết mọi chuyện. Ông thấy có lỗi vì những điều mà Bóc phải chịu đựng. Dù gia đình ông có đối xử với anh thế nào thì Bóc vẫn không để tâm, anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và âm thầm bảo vệ cho Lin. Là một người cha ông cảm thấy xấu hổ. Ông đã bị kẻ xấu làm cho hồ đồ, ông thấy mình có lỗi với gia đình anh. Vì vậy, ông không muốn họ bị liên lụy nữa. Ông và Lin sẽ trực tiếp xử lý mọi rắc rối của gia đình mình. Mọi người đã giúp đỡ ông ấy quá nhiều. Ngày cô đi tìm bố cô chỉ còn dì cô ở lại để theo sát công ty giúp cô. Dì của cô đã cố gắng duy trì công ty bằng tất cả khả năng của mình. Dì sợ tay mắt của Manun nên cô vẫn luôn cẩn trọng trong mọi việc. Đương nhiên bọn chúng biết chuyện cô và Lin còn liên lạc qua lại nên cho người theo dõi cô. Khi cô đến quán cà phê của bạn Lin trốn thì đã được bạn của Lin âm thầm bảo vệ. Vì trước khi Lin đi, cô đã nhờ cậy họ chăm sóc dì của mình. Kẻ thù của bố Lin cho rằng bố cô đã mất nên hắn vui vẻ mang vòng hoa tới công ty để khiêu khích mọi người. Dì của cô thấy vậy thì tức giận mà đuổi ông ta đi. Ông ta không nuốt trôi cục tức này nên đã cho người trả thù cô. Khi dì Lin ở công trường bàn dự án, đột nhiên có hai kẻ lạ mặt dùng dao tiến tới uy hiếp nhưng cô đã dùng gậy đánh trả bọn chúng. Một tên lấy súng ra ép cô nói ra tung tích của Lin nhưng cô nhất quyết bảo vệ cháu gái mình. Lúc này hai người bạn của Lin đã kịp thời tới giải cứu cho cô. Những người công nhân ở đó thấy có đánh nhau thì cũng chạy lại giúp đỡ, xử đẹp bọn xấu kia. Để tìm người thế tội cho Tun, tên Manun đã dựng lên một vở kịch rồi cho người bắt cóc Nu. Hắn dùng những bằng chứng được sắp đặt để uy hiếp Nu phải tìm ra tung tích của Lin. Tên Nu bị đánh tới nỗi chỉ còn biết im lặng mà làm theo. Hắn nhanh chóng điều tra ra định vị xe Lin,
nhờ đó thành công biết được nơi Lin đang ở. Điều này vô tình bị trợ lý của bố Lin phát hiện và nói lại với dì Lin, không ngờ kế của Manon lại thành công làm cho gia đình Lin tin Nu là nội gián. Lin và bố trở về thì tới gặp mặt dì tại quán cà phê của bạn thân. Nào ngờ đàn em của Manon biết được qua định vị nên đã kéo tới. Nhưng bọn chúng chưa kịp hành động thì đã bị phát hiện. Hai bố con Lin may mắn trốn thoát kịp thời. Bọn chúng biết Lin và bố tới đây thì đã ra sức truy đuổi. Hai bố con đổi địa điểm tới gặp dì thì hai tên côn đồ cũng tìm lần theo. Lin dũng cảm đứng ra đánh lạc hướng chúng để bố và dì chạy trốn. Trong lúc cô đang gặp nguy hiểm thì Bóc đã tới kịp giải thoát cho cô. Bóc sau đó đã nói rằng bây giờ chuyện của cô cũng là chuyện của anh. Anh cũng đang gặp nguy hiểm nên không thể ngồi yên mà đợi chúng tới lấy mạng. Anh không cho phép cô từ chối việc anh giúp đỡ. Lin thấy vậy thì tìm cách trốn tránh, ai ngờ đã bị Bóc giữ lại bằng một nụ hôn bất ngờ. Bóc đã đề nghị Lin cho anh được làm quen lại từ đầu với cô. Sau những lời chia sẻ đầy ngọt ngào thì cô đã đồng ý hẹn hò lại với anh. Bên này Tun và Nat cùng ra nước ngoài bàn dự án. Hắn đang tự đắc cho rằng mọi chuyện sắp thành công thì Nat lại đổi ý không ký kết hợp đồng. Hợp đồng này do Manon và Tun cấu kết để lừa công ty rơi vào tay chúng. Nhưng Nat đã tinh tường mà nhận ra dự án này có vấn đề. Cô dù có xích mích với Lin nhưng dẫu sao vẫn là người con hiếu thảo. Cô không muốn công ty của bố bị hủy hoại nên đã trái ý Tun. Tên Tun thấy kế hoạch đổ bể thì tức giận bộc lộ bản chất. Điều này đã khiến Nat có những nghi ngờ về hắn. Nhớ lại video về bao trước khi nhảy lầu mà trợ lý cho cô xem và cả những hành động khả nghi của Tun ngày hôm đó thì cô lại càng sợ hãi. Cô sợ những gì mình nghĩ về Tun là sự thật. Cô sợ hắn là kẻ đã hại bố và em cô. Cô liền nhanh chóng mà trở về nhà. Bố và dì Lin sau khi trở về từ cuộc săn đuổi thì cho người canh gác nghiêm ngặt phòng trường hợp có kẻ đánh lén. Bà mẹ kế thấy chồng trở về thì không tin vào mắt mình, lại thêm biết được hoàn cảnh gia đình bị đẩy tới mức đường này là do tên Nu làm nội gián thì lại càng đau khổ. Bà ta thấy tội lỗi vì trước nay đã tin nhầm người. Tên Tun từ nước ngoài về thì lo sợ quay lại nhà để xem xét tình hình. Hắn đột nhập vào và nghe được câu chuyện của mọi người thì đắc ý vì từ nay đã có tên em rể Nu thay mình gánh hết tội. Bóc lo sợ Lin gặp nguy hiểm nên đã không đưa cô về nhà mà để cô ở nhà của bạn thân là Thát. Lúc vào phòng ngủ cô thấy anh đang giấu gì đó sau tay mà hỏi thì anh lại ấp úng nói là thứ không phù hợp với cô. Anh nói xong định chạy ra khỏi phòng nhưng đã bị cô kéo lại. Hai người cùng lúc ngã ra giường, khi đó Lin mới biết anh đang giấu thứ gì. Anh bạn Thát này cũng nhiều chuyện quá mà, thật khiến Bóc không biết giấu mặt vào đâu. Cô nhanh chóng đuổi anh ra ngoài mà không thèm nghe anh giải thích. Cô nói mặc dù đã đồng ý hẹn hò với nhau nhưng không có nghĩa là anh có thể tái diễn cảnh như đêm say hôm đó. Anh đóng cửa lại đứng bên ngoài mỉm cười còn cô bên trong cũng cười tươi hạnh phúc. Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy anh đang nằm bên cạnh thì hỏi tại sao anh lại ở đây. Anh nói đêm qua anh đang sửa điều hòa cho cô, vì thấy nóng quá nên anh đã cởi áo ra. Sau đó cô lại ôm chặt lấy anh không rời. Cô xấu hổ quay sang đánh anh, nói anh sao không gọi cô dậy. Đúng lúc này Thát gọi điện đến báo đã tìm thấy tên Nu và gửi định vị của hắn cho Bóc. Anh nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn. Sau khi Nat về nước thì liền vội tới văn phòng lục tìm tài liệu bổ nhiệm chủ tịch. Người trợ lý phía sau đi vào khiến cô giật mình tưởng là Tun. Cô nói với người trợ lý rằng mình nghi ngờ Tun là kẻ đứng sau mọi chuyện. Cô sẽ điều tra mọi việc rõ ràng để lôi kẻ xấu ra ánh sáng. Sau đó Nat đến bệnh viện thăm em gái Bao. Ngồi bên giường bệnh, cô dần vật tự trách bản thân vì danh lợi mà hại cả gia đình. Có lẽ những lời nói của cô đã khiến Bao nằm bên cảm động. Kỳ tích xuất hiện, em gái cô đã có phản ứng. Cô tỉnh lại bảo chị gái hãy cẩn thận vì Tun chính là con trai của ông Manon. Bất ngờ Tun lại tìm đến bệnh viện để gặp Nat. Cô lo lắng anh ta biết tin em gái đã tỉnh nên giả bộ tha lỗi cho hắn, rồi bảo anh ta đưa cô đi đến chỗ nào yên tĩnh dễ chịu. Trên đường đi, lão Manon đã gọi cho Tun bảo rằng Nat đã biết hết mọi chuyện, bắt Tun xử lý vợ mình. Để bảo vệ mọi người, bố của Lin quyết định trở lại công ty làm việc. Trợ lý muốn tìm ra chân tướng việc Bao nhảy lầu nên đã tìm người khôi phục các đoạn ghi hình bị xóa. Vừa thấy được cảnh Tun đuổi theo Bao vào thang máy thì bọn người của Manon tìm tới. Người được thuê làm việc bị hạ gục ngay tại chỗ còn trợ lý may mắn thoát được. Ông vừa chạy vừa gọi điện cho chủ tịch bảo ông ấy hãy cảnh báo cho cô Nat nhưng chưa kịp nói hết câu thì một phát đạn từ sau bay tới, người trợ lý ngã xuống. Lão Manon đã lấy đi chứng cứ chứa video vụ việc của Bao, tên Nu đúng là không thể xem thường. Thát theo chân hắn đến một công trường bỏ hoang thì đã bị bọn chúng bắt giữ. Thát dùng tư duy nhanh nhạy của mình để đánh bại lũ côn đồ. Cùng lúc đó thì Bóc và Lin cũng tìm được tới nơi. Bọn chúng đã đợi sẵn chỉ chờ Bóc và Lin rơi vào cái bẫy này. Bóc thấy tình thế nguy hiểm thì kéo Lin trốn vào góc và bảo cô hãy nhanh chạy đi còn anh sẽ ở lại dụ bọn chúng đi nơi khác. Anh hôn cô rồi một mình xông ra đánh lạc hướng hung thủ. Tình thế nguy cấp nhưng Lin đã không rời đi. Cô ở lại cầm gậy cùng anh chiến đấu. Chàng với nàng đồng tâm hiệp lực, cuối cùng hai người cũng hạ được bọn chúng. Tên Nu cắt đuôi được Bóc và Lin thì trở về nhà thu dọn đồ đạc định cao chạy xa bay. Nào ngờ bà mẹ kế lại mang dao vào mắng chửi hắn thậm tệ. Hắn xô ngã bà mẹ và nhanh chóng rời đi. Ai ngờ lại bị Lin và Bóc chặn lại, hắn khai ra việc Nat đang gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó bố và dì Lin về nhà cũng đã nói ra hết tình trạng của trợ lý lúc này. Sau khi bị tên Manon cho người xử lý, cảnh sát đến điều tra hiện trường, họ đã gọi điện cho bố Lin thông báo sự việc, đồng thời cũng đưa người trợ lý đi cấp cứu kịp thời. Cảnh sát cũng giúp khôi phục video nên cả nhà đều nhận ra được bộ mặt thật của Tun. Hắn chính là tay sai của Manon, giờ đây Nat đang trong tay hắn,
chắc hẳn là lành ít dữ nhiều. Tôn đã đưa Nát đến một nơi hẻo lánh, hắn muốn xử lý cô. Hắn biết vợ mình đã nhận ra mọi chuyện nên muốn tiễn cô ra đi mãi mãi. Tôn nói mình không hề yêu Nát, người hắn yêu chính là Lin. Nát chỉ là một quân cờ trong tay hắn. Nghe vậy Nát tức giận mà cho hắn một bạt tai. Tên Tôn dở thói côn đồ lao vào bóp cổ Nát. Bóc và Lin uy hiếp Tenu nói ra vị trí của chị gái. Tenu tại đây cũng bị đàn em của Manon xử lý nhưng số hắn hên nên may mắn thoát được. Lin đến kịp lúc Nát đang bị tên Tôn siết cổ. Cô yêu cầu hắn thả Nát ra nhưng hắn lại chĩa súng về phía cô. Lúc hắn chuẩn bị bắn thì Lin đã lao tới ôm lấy chị gái. Bóc cũng kịp thời chạy tới bắn anh ta, giải cứu hai người. Tên Tôn liền trốn vào trong nhà kho. Bóc cũng chạy vào tìm hắn. Hắn đứng trong bóng tối chĩa súng vào anh nhưng nhờ trực giác nhạy bén anh đã né được và quay sang bắn trả. Tôn trúng đạn ngồi một chỗ, Bóc lại gần kiên nhẫn khuyên hắn ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Nào ngờ lão Manun lại lặng lẽ đi tới chĩa súng vào đầu anh và bảo Tôn chạy đi. Ông ta đang định nổ súng vào Bóc thì Lin và chị gái đi vào nói muốn thế chỗ cho Bóc. Lúc này, cảnh sát cũng đã đến nơi, lão ta ngoan cố nên đã bị cho đăng xuất ngay tại chỗ, còn con trai Tôn của hắn cũng bị bế đi. Vậy là bố con kẻ ác đã phải trả giá đắt cho tội lỗi của mình. Mọi người được đoàn tụ trở về nhà thì ôm nhau cười hạnh phúc. Bóc thấy vậy thì lặng lẽ rời đi, cả nhà liền chạy theo gọi anh lại xin lỗi và cảm ơn anh. Mọi người biết ơn vì nhờ có anh mà gia đình họ mới thoát được kiếp nạn này. Lin cũng công khai thân phận thật sự của Bóc. Bóc chính là con trai của đại gia kinh doanh ngọc trai nổi tiếng. Mọi người biết được khi đó thì mắt tròn mắt dẹt không tin vào tai của mình. Anh nói nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, đã đến lúc anh phải rời đi. Nhưng Lin không chịu, muốn giữ anh bên mình. Anh nói bây giờ anh rất mệt và muốn về nghỉ ngơi. Mọi người đến bệnh viện thì vui mừng khi em gái đã tỉnh lại. Cả nhà giờ đây đã được bên nhau, không còn đau khổ nữa. Còn Nu thoát nạn, đi khập khiễng đến bệnh viện hỏi chị gái xem ai đã lấy tiền của anh ta. Thì ra Bóc khi kiểm tra vali của hắn đã phát hiện nên tịch thu. Nát cũng gọi cảnh sát tới bắt hắn. Cuối cùng tên Nu cũng không thoát khỏi vành móng ngựa. Thát nài nỉ Bóc về bán hàu cho mình. Bóc không đồng ý nhưng Thát lại bảo đây là hàu để cho Lin ăn. Nếu anh không đồng ý thì sẽ bị bỏ lỡ cơ hội bắt đầu lại của hai người. Nghe thấy vậy Bóc liền đồng ý. Buổi tối Lin tới bữa tiệc thì chương trình được bắt đầu bằng màn nhảy ấn tượng của các nam thần. Trong đó có Thát, người trợ lý và cả bố cô. Cả ba thu hút đến mức người dưới sân khấu cổ vũ không ngừng. Màn trình diễn cuối cùng có sự xuất hiện của chàng trai mà cô yêu say đắm. Anh bước ra với vẻ nam tính hút hồn, giống như lần đầu gặp mặt. Bóc bưng một khay hàu tới chỗ Lin. Hai người giới thiệu về mình như lúc mới quen. Sau đó Lin đưa viên ngọc trai trị giá 20 triệu để cầu hôn anh. Anh đáp lại cô bằng một nụ hôn thay cho câu trả lời. Sau biết bao nhiêu sóng gió, hai người họ đã đến được với nhau trong sự chúc mừng của tất cả mọi người. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi được nhiều bộ phim hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.